Đây là mới về con BMW X5 anh em nhé, được sản xuất năm 2005 này. Đời chót của BMW X5. Nội thất rất là đẹp. Cửa sổ trời toàn cảnh nhé, panorama anh em nhé. 5 ghế ngồi, 4 ghế chỉnh điện anh em nhé. Túi khí quanh xe, rất nhiều tính năng di động an toàn. Chạy rất là mượt luôn. Vâng, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em Di Quang Hải Dương nhé. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay em muốn giới thiệu cho tất cả anh em một cái mẫu xe sang, 5 ghế ngồi hạng SUV anh em nhé. Cực kỳ là sang trọng luôn. Chiếc BMW X5 được sản xuất năm 2005. Form cuối cùng của cái đời 2005. Rồi đã sẽ lên cái form mới hơn, xem form béo hơn anh em nhé. Với cái động cơ là 3.0 số tự động. Xe thì tư nhân sử dụng, biển Hà Nội. Một chiếc xe hoàn toàn không có một lỗi nhỏ. Không một lỗi nhỏ anh em nhé. Được sử dụng được 15 năm rồi, 14 năm thôi. 14 năm rồi mà nó còn rất là liền lạc này, góc cạnh của nó này. Các bác nhìn form dáng nhá, BMW X5. Đó, form dáng của nó này. Rất là cứng cáp liền lạc luôn. Động cơ 3.0 máy dọc này, bô kép này. Đấy. Cảm biến quanh xe, camera rất là nhiều. Và sử dụng bóng hơi anh em nhé, giảm xóc bóng hơi. Chạy cái dòng này sướng lắm. Mức tiêu hao nhiên liệu của nó tầm khoảng 12 đến 13 lít cho 100 km thôi. Nhưng mà đổi lại chúng ta sử dụng con này đi cực kỳ là an toàn, sướng. Phải nói là sướng chứ không là gì cả anh em nhé. Cực kỳ là sướng luôn. Tăng tốc của nó không hề có một độ trễ ga nào cả. Vút rất là vút. Và rất nhiều những tính năng hiện đại an toàn. Cân bằng điện tử này, giảm xóc bóng hơi, 4 kính chỉnh điện này, ghế chỉnh điện 10 hướng này, bơm ghế này, nhớ 3 vị trí ghế đó, vô lăng tích hợp này, chỉnh vô lăng gật gù này, chế độ cruise control này, ga tự động. Và rất là nhiều những tính năng hiện đại thông minh ở trên con xe BMW X5 này đó. Có thêm cả cửa sổ trời panorama nữa anh em nhé, toàn cảnh luôn. Rất là đẹp. Đấy, những cái tem mác của nó này còn nguyên vẹn luôn, chưa hề dính một lớp sơn nào vào anh em nhé. Đây, chưa hề có một lớp sơn nào luôn. Tem mác của nó đây, rất là cứng cáp, đẹp. Chiếc BMW X5 này đang được bên em bán với mức giá là 305 triệu anh em nhé. 305 triệu cho một con bọ hung mà nó zin từ trong ra ngoài. Ghế da nguyên bản này, da nguyên bản luôn anh em nhé. Ngồi rất là êm ái, thoải mái, mát. Đó. Nội thất của nó này cực kỳ là liền lạc luôn. Rất là liền lạc luôn anh em nhé. Gỗ này, gỗ quanh xe luôn. Cái này nó là gỗ xịn luôn anh em nhé. Gỗ xịn luôn đấy, không phải là vân tạo vân đâu. Nó là gỗ xịn. Mạ gỗ, cái lớp gỗ này là nó bao quanh xe luôn, nhìn nó rất là đẹp. Cực kỳ là đẹp luôn. Giá 305 triệu đồng để cho một cái mẫu BMW cực kỳ cứng cáp. Rất là cứng cáp luôn anh em ạ. Cái form dáng nó rất là đẹp. Đời cuối cùng của 2005. Đấy, form dáng nó này, các bác nhìn đây. Cực kỳ là ngầu luôn, như một chiếc bộ, như một con bộ hung ấy, rất là hung hăng luôn. Đấy, form dáng rất là đẹp, lưới tản nhiệt. Bộ phần đầu đó này các bác nhìn này. Rất là hầm hố luôn anh em nhé. Cực kỳ là hầm hố luôn. Những bốn cái táp ly của nó các bác nhìn này, như là một luôn. Túi khí quanh xe. Đấy. Của nó là có vị trí là 6 túi khí an toàn. 6 túi khí an toàn thì phải anh em nhé. Đúng rồi. Của nó là có 6 túi khí an toàn. Ở đằng trước 4 ghế chỉnh điện các bác nhé. Đây, cái phần ghế điện của nó đây. Đấy, chỉnh chúng ta có thể ngửa ghế ra, ngửa ghế vào. Táp ly, táp lô rất là liền lạc luôn. Cực kỳ liền lạc đấy. Anh em nào mà chịu chơi, thích cái dòng B này thì mua con này là quá ok rồi. Tất cả sử dụng bình thường anh em nhé. Ghế này. Đấy, bơm ghế này. Còn sử dụng bình thường luôn. Chạy rất là trơn tru.
ghế da nguyên bản anh em nhé. Ghế da ghế này, da táp ly này, tất cả nguyên bản hết, như vân gỗ này nguyên bản này, túi khí an toàn này. Đó, 4 kính chỉ điện auto. Cốp này. Xe nó gửi nói là nguyên bản 100% luôn. À không được 100% nhưng nó phải là đến khoảng 90%. 90% anh em, anh em nhìn cái vô lăng củ số của nó thì biết nhá. Vô lăng này không hề một lớp xước xác luôn. Củ số của nó này gần như là mới này. Điều hòa, điều hước, tất cả là auto. Chế độ cảm biến rất là nhiều. Cảm biến ánh sáng, cảm biến mưa. Mọi thứ là hoạt động bình thường luôn. Cái phần khoang máy động cơ. Lỗ máy của nó đây. Vòng cua rất là ok anh em nhé. Một chiếc xe nhập khẩu chủ cũ sử dụng phải nói là quá ok luôn. Quá đẹp. Tắp lô tắp ly này. Rất là đẹp luôn. Chiếc xe này phải là đây, khoang động cơ nó đây anh em nhé. Máy zin này. Đang lổ máy anh em nhé. Đấy. Đang lổ máy này, các bác nhìn thấy êm ái không? Những đường dây điện của nó này. Còn tất cả những đường điện của nó. Đường ống. Nó rất còn rất là nguyên bản luôn. Không hề chế độ một tí nào cả. Đấy. Đường dây của nó này, đường dây điện các bác nhìn nhé. Những ống gen này. Những ống gen nguyên bản từ ngày sản xuất đến bây giờ. Lổ cực kỳ êm luôn. Nó phải là gọi là quá êm luôn anh em ạ. Quá êm cho một cái mẫu BMW X5 mà sử dụng 14 năm rồi. 14 năm rồi anh em nhé. Không hề đâm va, không hề tai nạn, không đâm đụng, không ngập nước, máy zin. Cam kết luôn. Cực kỳ là đẹp luôn anh em nhé. Quá wow. Đây. Cốp của nó là như này, trên hai bên. Đây. Lốp sơ cua này, đồ nghề đầy đủ anh em nhé. Tất cả đầy đủ. Bình nó ở dưới này. Đấy, bình ắc quy nó ở dưới nhá. Lốp sau cũng rất là rộng và cốp sau cực kỳ là rộng rãi luôn. Chỗ này chúng ta có thể ngồi xuống được này. Quá đẹp luôn. Một con bọ hung được sản xuất năm 2005. Đây là hai củ đấu cầm sạc này. Đấy. Đầy đủ luôn. Đó. Rất là ok. Đấy, chỉnh ghế các bác nhìn nhá, chỉnh ghế này. Đấy, có thể là chúng ta đằng sau cốp chúng ta có thể chỉnh cốp này. Đấy. Nó hạ xuống thì nó sẽ thành một cái khoảng cốp rất là rộng luôn. Bên này như thế này. Đó, các bạn nhìn đây. Các bạn nhìn nó chạy đang chạy này. Đó. Quá là đẹp. Đó, đây là chiếc BMW X5 em vừa giới thiệu. Thì anh chị nào mà quan tâm, anh em nào quan tâm nhé, thì alo ngay cho em. Theo số điện thoại là 0358 286 286. Em Quang Hải Dương. Giá của nó là 305 triệu đồng anh em nhé. 305 triệu đồng cho cái mẫu bộ hung này. Cực kỳ là đẹp luôn.